Lão gia, tay của phu nhân thơm thật đấy. Thế lão gia muốn thơm một cái. Lão gia, không hay rồi, đánh biểu bị bắt rồi. Lão gia, ngay mặc kệ hắn sao? Nhà môn không dám làm gì hắn đâu. Chúng ta có chuyện quan trọng cần làm gấp. Lão gia đúng là biết nói đùa. Phu nhân, dân, ta thấy nơi này rất được. Chi bằng hay là... Đúng là phu nhân hiểu ta. Đương nhiên. Quỳ xuống. Ông cụ, ông nhìn xem có phải người này không? Phải, là người này. Tên béo, người nằm trên đất, có phải người giết không? Phải đấy. Thế thì đã sao? Người hống hách thật đấy. Đánh cho ta. Đánh cho ta. 100 cái. Ta xem ai dám. Các ngươi làm gì thế? Lời của đại nhân không nghe nữa sao? Đại nhân. Đại nhân. Cảnh biểu này là thuộc hạ của Từ lão gia. Từ lão gia có chống lưng ở kinh thành đấy. Hay là chúng ta tạm thời bắt giam đã rồi tính sao? Kinh thành, dân. Xin quan lớn làm chủ cho tiểu dân. Được. Các người không dám đánh phải không? Ta đích thân đánh. Đánh ra. Đưa đây. Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta? Đánh chết hắn, trừ hại cho dân. Đánh hay lắm. Ngươi dám đánh ta? Còn kêu không? Đánh hay lắm. Trừ hại cho dân. 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 Còn kêu không? Còn kêu không? Dương Lâm. Đại nhân, cầm lấy. Nào. Ông cụ, ông cứ an táng cho con trai cẩn thận. Chuyện ở đây ông yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý công bằng. Tạ ơn đại nhân. Tạ quan lớn Thanh Liêm. Quan lớn Thanh Liêm. Quan lớn Thanh Liêm. Quan lớn Thanh Liêm. Tạ 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 quan lớn Thanh Liêm. Đại nhân, đây là tiền của ta. Tạ quan lớn Thanh Liêm. Tạ quan lớn Thanh Liêm. Không ngờ là hắn lại chính nghĩa như thế. Cũng ngầu đấy. Tiểu thư, người thay đổi rồi sao? Biến. Tạ quan lớn Thanh Liêm. Tạ quan lớn Thanh Liêm. Đóng lại rồi. Không nhắc là người của ta. Nhắc rồi. Ngang ngược đấy. Muốn làm quan Thanh Liêm hay gì? Lão gia, ta đi giết hắn nhé. Ta đi nhé. Trước mặt Dương đại nhân, ngươi nói linh tinh gì thế? Đó là mệnh quan triều đình.
Đây không phải chuyện nhỏ đâu. Từ lão gia, huyện lệnh mới đến này cũng là người từ kinh thành. Ta thấy chúng ta cứ điều tra rõ đã rồi định đoạt. Dương lão đệ nói rất là đúng. Lão gia nhà ta có người chống lưng ở kinh thành, còn sợ hắn gì chứ? Ta và lão gia ở kinh thành là bạn chung hoạn nạn, không thể chuyện gì cũng làm phiền người ta. Ừ, ta thấy chuyện này tạm thời để đó, chờ điều tra rõ ràng gốc gác của Ngải Phong rồi tính. Từ lão gia, vậy ta xin cáo lui trước. Bên phía cảnh bưu, ta sẽ chiếu cố. Vậy thì làm phiền Dương lão đệ rồi. Ngươi dám đánh thật à? Tại sao ta không dám đánh chứ? Chẳng lẽ ngươi không sợ lão gia nhà ta? Ta thật sự sợ lắm đó. Ta cho ngươi biết, chỗ dựa của lão gia ta rất vững, ngươi không thể động vào. Ngươi đánh vào mông ta, nghĩa là đánh vào mặt của lão gia ta. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, đều là lỗi của ta. Ngươi nói gì cũng đúng. Vậy mặt của lão gia nhà ngươi còn đau không? Giết người đền mạng, quốc pháp như vậy, ta mặc kệ mặt hay mông, mông hay mặt của lão gia nhà ngươi. Cái giống gì? Đại nhân, sao có thể tự ý dùng cực hình? Con người ngươi không phải cùng phe với ta sao? Đại nhân, người làm quan phải chấp pháp công bằng, không thể hành động như đám sơn tặc. Sơn tặc thì sao? Chỉ cần hắn lương thiện, làm người ngay thẳng, không hiếp đáp bách tính, không bòn đốt của người, thì hắn là người tốt. Nhìn lại đám làm quan các ngươi đi. Quan thương cấu kết, thông đồng với nhau, hoành hành ngang ngược, bắt nạt bách tính. Ta khinh. Ta khinh tiếp. Đại nhân, đại nhân nói hiên ngang lẫm liệt như vậy, có bản lĩnh thì diệt trừ nàng thổ phỉ kia, trả lại cuộc sống bình an cho bách tính. Có nạn thổ phỉ sao? Đại nhân tới nhậm chức, chẳng lẽ không biết huyện Cao Nhai chịu nạn thổ phỉ bao năm qua, các thương qua lại đều bị cướp bị giết, bách tính quán than đầy đường sao? Sao ta lại không biết? Ta đến đây là để xử lý chuyện này. Đúng đúng đúng. Đại nhân, bây giờ chúng ta bàn luận kế hoạch tiêu diệt thổ phỉ đi. Hả? Cuối cùng đã đến lúc để ta thi triển bản lĩnh rồi. Không biết lượng sức. Liên quan gì tới ngươi? Chuyện này trời không còn sớm nữa. Chuyện tiêu diệt thổ phỉ ta sẽ lên lịch trước. À thì ta rút trước. Sợ chạy mất rồi chứ gì? Liên quan gì đến ngươi?